Chương 871. Lữ nhân quen mặt. Hai người các người thế mà có thể lại tới nơi đây, ngược lại có chút bản sự. Không đúng, phải nói là có chút bí mật. Nói chuyện chính là người thiếu nữ kia. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ bỗng xòe tay, không gian xung quanh tựa hồ cuốn đến một cái đạo bạo gió quay. Cùng nàng rằng có hai người vội vàng đều là phòng ngự pháp bảo. Đạo lòng quyển phong rất nhanh liền biến mất không thấy gì. Hai người khác khuôn mặt có chút biến hóa, khuôn mặt mơ hồ làm từ áo đen giờ khắc này hiện lộ dung mạo tới, là một thanh niên sắc mặt thoáng tái nhợt. Một người khác đồng dạng là nam tử trẻ tuổi, nhưng là một cái tấm mặt xài cùng hai cái mắt ưng. Trông thấy thiếu nữ vẹn vẹn xòe tay ra, liền đem bọn hắn dung mạo khôi phục nguyên dạng. Hai người này tất cả giật mình, bọn hắn đều là tại tiên giới xưng vương xưng bá nhân vật. Giờ phút này hai người thế mà nhìn không thấu được lữ tử này tu vị. Vì đạo hữu này quả nhiên xuất thủ bất phàm, bất quá muốn giết chúng ta không quá dễ dàng đi. Nếu như chúng ta liều mạng, ở trên người đạo hữu quy tắc phủ chắc hẳn sẽ vỡ. Nói chuyện chính là sắc mặt tái nhợt thanh niên áo đen. Theo nào hắn âm thầm chấn kinh. Trên thực tế hắn căn bản không có nghĩ tới Lôi Hồng Cát xuất hiện chỗ này. Giữa phút này Lôi Hồng Cát dịch xung bị thiếu nữ hủy đi, hắn tự nhiên nhận ra Lôi Hồng Cát không nghĩ tới từ xương nạc thủ hạ thần bí nhất gia hỏa thế mà cũng xuất hiện ở đây. Hắn chỉ biết gia hỏa này gọi là Hồ Sĩ Sinh, cái khác hoàn toàn không biết. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có đem thanh niên mặt tái nhợt này để trong lòng, bình tĩnh nói: nếu như không có thiên cơ tứ tắc, vậy thì liền lăn ra ngoài đi. Không tin các người liền liên thủ nhìn một chút ta có hay không giết các ngươi. Lôi Hồng Cát bỗng nhiên nói: bản nhân là Lôi Hồng Cát, ta còn hết lần này tới lần khác không tin. Nếu là vị sư tỷ này muốn động thủ, ta Lôi Hồng Cát phục bồi tới. Lôi Hồng Cát lời nói vừa xa, Hồ Sĩ Sinh lúc này phản ứng kịp. Thiếu nữ này có lẽ là mạnh hơn bọn họ, nhưng thiếu nữ này có thể tùy tiện nghiền ép hai người, đó là khoác lác không ngớt. Trong lòng bọn hắn không khỏi có chút hổ thẹn, bởi vì cẩn thận quá mức. Thế nhưng trong lúc nhất thời không nhìn ra lữ tử này đang lừa bọn hắn. Vừa rồi nàng sở dĩ có thể đi rơi mặt lạ, đó là bởi vì nàng là có loại đặc biệt thủ đoạn thần thông, không phải bởi vì thực lực của nàng nghiền ép bọn hắn. Quả nhiên Lôi Hồng Cát lời nói về sau, thiếu nữ dừng một chút vậy mà không tiếp tục mở miệng. Thiếu nữ không tiếp tục mở miệng uy hiếp, Lôi Hồng Cát ngược lại cầm một cái thanh kiếm nói: đây chính là người nói thiên cơ tứ tắc trong đó một tắc đi. Thanh kiếm này nhìn rất bình thường, có chút cổ quái. Đây là một cái thanh kiếm không có đốc kiếm cùng lưỡi kiếm, mỗi kiếm cùng thân kiếm một dạng phẩm chất thiên cơ kiếm. Thiếu nữ trông thấy Lôi Hồng Cát kiếm trong tay, ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc kêu: không biết thanh kiếm này khả năng xem như là tứ tắc một bên trong hay không. Lôi Hồng Cát ngữ khí ung dung nói. Thiếu nữ gật đầu: không sai, đích xác là thiên cơ tứ tắc bên trong thiên cơ kiếm tắc. Lời vừa dứt, ánh mắt của nàng rơi trên người Hồ Sĩ Sinh. Lôi Hồng Cát lấy ra thiên cơ kiếm. Nếu như Hồ Sĩ Sinh không có đồ vật, làng cùng Lôi Hồng Cát có thể liên thủ đối phó với Hồ Sĩ Sinh. Hồ Sĩ Sinh xóe tay ra, một cái viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thấy Hồ Sĩ Sinh trong tay lệnh bài màu đen, tiểu nữ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Quả nhiên, người có được thiên cơ tứ tắc mới có thể đi đến nơi này. Không biết ta cái này xem như là trong thiên cơ tứ tắc bên trong không? Hồ Sĩ Sinh thanh âm trầm thấp nói. Thiếu nữ nói: cái này cũng không sai, đây là âm dương tắc. Âm dương tắc trong thiên cơ tứ tắc. Lôi Hồng Cát không có chuyện gì xảy ra thu hồi thiên cơ kiếm nói: vì đạo hữu này, ta cùng Hồ Sĩ Sinh đạo hữu đều là muốn lấy tính mình. Tứ tắc bên trong, người có hay không nào muốn xuất ra người tứ tắc? Thiếu nữ không có lấy ra đồ vật gì, là nhẹ nhàng nói: ta không có tứ tắc bên trong, nhưng là các người ai cũng dùng tứ tắc mở ra thiên cơ, chỉ có ta, cho nên ta có thủ đoạn của ta. Đương nhiên nếu như mọi người hợp tác, ta cũng nói hai vị tình của ta gọi là Du Chân Na. Vậy chúng ta giờ phải chăng có thể mở ra thiên cơ? Hồ Sĩ Sinh muốn rời khỏi nơi này. Hắn cùng Lôi Hồng Các khác biệt, hắn là đạo đế tử xương nạc phải đi diệt Bình Phạm Thiên Môn. Hắn bởi vì thiên cơ chi địa bị phát hiện, không có đối phó với Mạc Quốc Kỵ mà là đi thẳng tới nơi này, cho nên hắn không biết Thái Thượng Thiền phái đi Bình Phạm Tiên Môn cường giả để bị Ma Quốc Kỵ tiêu diệt, đồng dạng không biết Lôi Hồng Cát giết từ xương nạc. Không được, nhất định phải có tứ tắc mới có thể mở ra thiên cơ. Du Chân Na không chút do dự nói. Hồ Sĩ Sinh cùng Lôi Hồng Cát hai mặt nhìn nhau, hiện tại thiếu hai tắc, vậy còn hợp tắc cái rắm. Du Chân Na tự tôi nói: xem các người không biết cái gì gọi là thiên cơ tứ tắc. Nếu gọi là thiên cơ tứ tắc, đó chính là người có được thứ này khẳng định đạt được nơi này mở ra tin tức. Chỉ cần đạt được nơi này mở ra tin tức, hắn liền nhanh chân tới.
đây vốn chính là thiên cơ một bên trong. Vậy nếu như bọn hắn sau khi đi vào không thể đi đến nơi này, vậy hẳn làm sao bây giờ? Lôi Hồng Cát có chút lo lắng. Dù Trần Na mỉm cười, chỉ cần tiến tới, thiên cơ tứ tắc liền sẽ tới nơi này. Nếu người có được thiên cơ tứ tắc vẫn lạc, thiên cơ tứ tắc cũng tự động bay vào. Bất quá người cho rằng thiên cơ tứ tắc bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được sao? Dù Trần Na không nói tiếp, Hồ Dĩ Sinh cùng Lôi Hồng Cát đều hiểu ý nàng. Đó chính là nhất định phải là thiên cơ khí vận mới có thể thu được đồ vật trong thiên cơ tứ tắc. Đã như vậy chúng ta liền ở chỗ này đợi. Hồ Sĩ Sinh nói xong, lùi mấy bước xong, ngồi xuống, nhắm mắt, không nói. Hồ Sĩ Sinh tọa hạ, ngẫu nhiên, Du Chân Na giống Lôi Hồng Cát lùi về phía sau, tìm địa phương tọa họa riêng mình, tu luyện. Theo báo kỵ không ngừng tiến tới. Trong này hắn tu luyện tiến độ càng lúc càng nhanh, nhưng vô luận hắn đi bao nhanh, hòn đá có thiên cơ kia một mực tại phía trước. Sau 5 ngày, báo kỵ ngừng lại đi tới mảnh đầm lầy cuối cùng. Tại đầm lầy cuối cùng, cự thạch dựng đứng kia như cũ tại nơi xa, lúc này càng nhìn cao. Mã Kỵ ngược lại không có tiếp tục đi chú ý cái cự thạch kia. Hắn nhìn xem tại mảng đầm lầy này cuối cùng là một cái đèn nhánh đại môn. Cái đại môn này giống như là không gian truyền tống trận môn đồng dạng, cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện tại khô cạn đầm lầy cuối cùng. Mã Kỵ trận đạo sớm đã siêu việt tiên phẩm cấp 9, hắn biết rõ đó cũng không phải là truyền tống trận môn. Cái cửa này chính là một cái cửa bình thường đại môn. Đại môn này lửa đường vận lưu chuyển, cũng mang đến một loại khó nói lên lời khí tức trong đó. Ngoại kỵ không có lập tức bước vào đại môn. Đến sau này hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo đứng lên. Hắn không nghĩ tới đầm lầy này cần hắn đi 5 ngày thời gian. Cái này đều đi qua đã mấy ngày. Nếu như Lôi Hồng Cát đã được bảo vật trong này, vậy mình cướp lại cũng không làm lên chuyện gì. Ngược lại cẩn thận một chút, trong này đem Lôi Hồng Cát xử lý mới là đúng. Muốn Lôi Hồng Cát căn bản là không có cách nào đạt được đồ vật, vậy hắn càng không cần phải gấp gáp. Máu kỵ ngừng tụ linh nhãn, đứng tại cửa ra vào cẩn thận quan sát một chút đại môn. Bên trong đại môn là một cái vô biên vô tận đại điện, hắn căn bản không thấy đại điện tường bên nào. Tại trong đại điện còn ngồi ba người, ba người này ngồi thành hình tam giác, xem ra đề phòng lẫn nhau. Trước mấy ngày, Tự Tại Tiên Đế có nói hai người trước tới, hiện tại thấy rõ là ba người, trong đó còn có nữ nhân. Du Chân Na tự hồ cảm nhận được Máu Kỵ ánh mắt đồng dạng mở mắt. Máu Kỵ trong mắt liền nhắm lại linh nhãn, đồng tới thân hình mở ra, lùi về hơn 10 dặm địa. Lần này mới là khô cạn đông đầm lầy ở bên trong. Nếu như hắn không đoán sai, trong ba người này hai thanh niên kia hẳn là Hồ Sĩ Sinh cùng Lôi Hồng Cát. Hồ Sĩ Sinh hắn chưa từng gặp, hắn cùng Lôi Hồng Cát từng có một lần đấu pháp. Thế nhưng nữ nhân kia hết thảy lần này tới lần khác một loại chủ động quen mặt. Lữ nhân kia cho hắn uy hiếp lớn đến để cho Máu Kỵ một loại chỉ cần dám bước vào đi lập tức sẽ chết cảm giác biết đến. Đưa tay chính mình xung quanh khắc họa lên trăm đạo trận văn, Máu Kỵ trong lòng thầm suy nghĩ lữ nhân này đến cùng là ai. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Máu Kỵ sắc mặt biến đổi, nhìn lên nhớ tới hắn trở lại tiên giới trước đó giết một cái la lịch bí ẩn thanh niên tóc lâu. Tóc xù kia tu vị mạnh hơn so với hắn. Nếu không phải tóc xù kia bị quy tắc phủ khóa lại, lại bởi vì quy tắc phủ toàn thân vỡ, đừng bảo giết chết hắn, thậm chí trước mặt tóc xù kia trèo trống cũng không lội một cái thần thông. Lữ nhân này thế nhưng mà cùng nam tử tóc lâu kia sống nhau tới mấy phần. Đến lúc này Máu Kỵ nếu như không biết trước hắn cảm giác được tử vong khí tức tới từ nơi nào, hắn quá ngớ ngẩn một chút. Rất rõ ràng hắn bị xử lý thanh niên tóc đầu kia cùng thiếu nữ này có lớn quan hệ. Chính mình đi vào thiếu nữ kia liền giết hắn vì cái mái tóc xù kia báo thù. Đây không đúng. Máu Kỵ cho mày, mình giết mái tóc xù chỉ là bên cạnh mấy người biết, căn bản không có người truyền đi, ai sẽ nói cho cái này nữ nhân. Máu Kỵ dùng mình một cái mình ngộ tới, hắn giết thanh niên tóc lâu về sau trên thân mình 100% có cái ấn ký. Nghĩ tới đây Máu Kỵ khẳng định đứng lên, thần niệm ấn ký không gặp phải thanh niên tóc lâu người nhà sẽ không phát hiện. Hiện tại hắn gặp cái nữ tử rất có thể là người nhà của thanh niên tóc lâu này, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt đối phương liền có thể phát hiện. Máu Kỵ sắc mặt có chút khó coi, đứng lên lần nữa lùi mấy trăm dặm, lúc này mới dừng lại. Bởi vì bị người ta làm thần niệm ấn ký không phải một hai lần, cho nên tại giết chết mái tóc lâu xù về sau còn cẩn thận kiểm tra thân mình, không có kiểm tra qua ấn ký gì mà thôi. Xem ra
hắn chủ quan, ấn ký vẫn còn, là hắn không có điều tra ra mà thôi. Về phần thiếu nữ này đối với hắn sinh mệnh uy hiếp, Mao Kỵ Lửa Điểm cũng không hoài nghi. Tóc dù này tại tu chân giới quy tắc áp phủ áp chế so với nơi khác càng lớn gấp đôi chưa hết. Vừa rồi hắn nhìn thấy thiếu nữ thời điểm, chỉ thiếu nữ kia không có cùng mái tóc xù hắn một dạng, trên thân bị quy tắc phủ lướt ra vết máu. Loại thực lực này mà muốn giết Mao Kỵ có cái gì khó khăn? Chương 872 Thiên Cơ Tứ Tắc. Dù Trần Na ngẩng nhìn cửa ra vào khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác của nàng hay sao? Nàng lại có như vậy một cái sát na cảm thấy người tại cửa nhìn trộm nàng. Rất nhanh, Dù Trần Na liền đem cái loại cảm giác này đặt một bên. Vô luận là ai có thể lại tới đây, không có khả năng không vào nhập trong này. Cho nên coi như không phải là ảo giác, người nhìn trộm nàng kia do dự một chút vẫn là sẽ tới. Thu hoạch lần này cơ duyên về sau nàng cũng muốn trở về. Nàng cùng Kaka đạt được hai cái viên đỉnh cấp quy tắc phù, vụng trộm đi vào cấp thấp vị diện. Hai người cũng trong hư không lạc đường, không biết Kaka hiện tại có hay không trở về. Chỉ cần đạt được nơi này cơ duyên, trở về dù bị phụ thân đóng lại một đoạn thời gian, nàng cũng không mất mát gì. Mao Kỵ ngồi tại nguyên chỗ, xung quanh hắn ẩn nặc trận văn che khuất. Hắn chữ thần nạc thần niệm cùng thức hải thần niệm là nước cọ rửa thân thể của hắn. Hắn cơ hồ đem thân thể mỗi một bộ phận đều tìm tòi vài chục lần, thế nhưng kết luận rất dễ đã để Mao Kỵ phiền muộn. Hắn căn bản tìm không tới bất luận cái gì ấn ký. Nếu như đổi thành trước đó, Mao Kỵ có lẽ là cho hắn quá đa tâm. Tại đã trải qua bị ba cái đại tiên đế cùng một chuẩn đế vây công, bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào Mao Kỵ không có đi, trong lòng chờ mong may mắn. Lúc trước hắn tại Thiên Tiệm Tiên Thành đi xa cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn đi nguyên tiến về Định Pha Tiên Thành, kết quả xảy ra chuyện còn chém kém chút để cho Hàn Thanh Như vẫn lạc tại kiếm ngục. Huống chi hắn lần này thấy lữ tử kia cùng trước đó bị hắn giết chết mái tóc xù giống nhau đến 7 phần, đây càng để Mao Kỵ không đi mạo hiểm. Thần niệm tại thể nội tìm tòi hơn 10 lần, không có bất cứ kết quả gì. Mao Kỵ đình chỉ dùng thần niệm tiếp tục tìm kiếm. Hắn cảm giác tìm kiếm như vậy dù thêm vạn năm đều tìm không ra. Hắn nhất định phải nghĩ tới một cái biện pháp đáng tin. Tại Mao Kỵ nhíu mày chậm tư thời điểm, không gian vạn vẹo không ngừng mở ra. Mao Kỵ da thịt vỡ ra quá nhiều. Mao Kỵ trên người đau đớn càng đau đớn. Hắn cũng từ chậm tư giật mình tỉnh lại. Sinh cơ lạc tự động tăng tốc vận chuyển chữa trị trên thân hắn. Bởi vì vạn vẹo không gian mang tới thương thể, nhìn xem trên người mình da thịt vừa mới bị vỡ ra, sinh cơ lạc liền hoàn toàn chữa trị. Máu khi giật mình, hắn đình chỉ sinh cơ lạc chữa trị, thậm chí chủ động đình chỉ hóa độc lạc vận chuyển. Không chỉ như thế, ngay cả quần áo trên thân toàn bộ cởi sạch đốt cháy, tóc trực tiếp xóa. Tại máu khi đình chỉ hóa độc cùng chữa trị thân thế về sau, thân thể của hắn rách từng ngày cách, từng vết càng ngày càng nhiều. Không gian vạn vẹo mang tới đáng sợ vết thương tung hoành tại thân thể quán mỗi một chỗ địa phương. Bởi vì hóa độc lạc vận hành khí độc rất nhanh trải rộng, Mao Kỵ toàn thân quanh người đều là sương mù trắng đang lượn lờ. Sinh mệnh ký tức quán càng ngày càng xa, Mao Kỵ nhãn thần đều bắt đầu ảm đạm. Hắn không có vận chuyển hóa độc lạc mà lần nữa dùng thần niệm tìm kiếm toàn thân. Lần này chỉ dùng mấy hơi thở, Mao Kỵ thần niệm liền đứng tại trái tim phụ cận. Hắn tất cả vết máu đều bị khí độc xâm nhập, nhan sắc bắt đầu trắng bệch, mà trái tim hắn phụ cận y nguyên lớn trường quả đấm một khối huyết dịch đang lưu động, không có lửa điểm triệu chứng trúng độc hay là màu đỏ tươi. Mao Kỵ chính mình sáng tạo công pháp đi ra phàm nhân tu luyện một đoạn thời gian đường, hắn đối với chính mình tình huống thật nặng quá hiểu rõ. Tại dưới cái loại kịch độc đáng sợ này, hắn căn bản không có cái loại thủ đoạn để một khối huyết dịch không trúng độc. Khối huyết dịch không trúng độc này hiển nhiên có vấn đề. Mao Kỵ không có lửa phần cân nhắc, trực tiếp tại bộ ngực vạch ra một đạo nhận mang, đưa tay đem toàn bộ huyết dịch này bắt đi ra, đưa vào trong cái hộp ngọc đánh lên cấm chế. Giới phút này Mao Kỵ xương cốt bắt đầu tản ra màu tro tàn ký tức, đây là bởi vì hắn thân thể mới có thể kiên trì tới giờ. Cầm ra đoạn huyết dịch này, Mao Kỵ miễn cưỡng nuốt vào một viên sinh cơ đan dược, tiếp tục thần niệm kiểm tra thân thể. Liên tiếp 3 lần đằng sau,
Bác sĩ xác nhận trong thân thể của mình không có dị thường mới bắt đầu vận chuyển hóa độc lạc hóa đi kịch độc trong cơ thể, đồng thời sinh cơ lạc bắt đầu nghịch chuyển chữa thương. Thật sự nếu không có hóa độc, mạch lạc hắn bắt đầu bị nứt hóa. Hóa độc lạc điên cuồng nghịch chuyển, má kỵ thể nội bao quanh kịch độc bằng cái tốc độ nhanh nhất bị hóa đi. Trước đó từng có trong này luyện thể kinh nghiệm, má kỵ càng rõ ràng giờ phút này luyện thể sẽ làm ít công lớn. Cho nên tại trong nội kịch độc bị hóa đi đồng thời, má kỵ công pháp luyện thể cũng là vận chuyển tới cực hạn. Vẹn vẹn mấy cái chu thiên má kỵ bị dại ra, hắn chưa bao giờ cảm giác được luyện thể nhẹ nhõm như vậy. Thân thể tầng thứ 8 nhanh chóng tới đỉnh phong, cơ hồ không có lửa phần thời gian chậm lại bước vào thân thể tầng thứ 9. Một bước tấn nhập thân thể 9 tầng, má kỵ rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh vặn vẹo đối với hắn tổn thương hạ xuống tới thấp nhất trình độ. Lúc này, nếu như hắn cố ép cổ động tiên nguyên, nơi này không gian vặn vẹo thậm chí không thể ở lại trên người hắn lưu lại vết máu. Chỉ có lửa ngày thời gian, má kỵ thân thể độc tính toàn bộ bị hóa độc lạc, mang đi nhục thân quán vững chắc thần thể tầng thứ 9. Nguy hiểm quả nhiên là đi kèm cơ duyên. Nếu không phải hắn trong này tu luyện muốn tiến vào tầng thể tầng thứ 9 cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tại hoàn toàn khôi phục về sau, má kỵ lần thứ 2 để cho mình trúng độc. Lần này bởi vì không gian vặn vẹo tương đối lớn, hắn tổn thương giảm nhỏ, chỉ có thể chính mình cưỡng ép hấp thu xung quanh khí độc. Lại một lần nữa toàn thân trúng độc, má kỵ dụng thần niệm tìm tòi một lần, xác nhận không có bất cứ dị thường mới bắt đầu hóa độc. Hai lần trúng độc rồi lợi dụng độc tính luyện thể, má kỵ nhục thân cường độ đến thân thể tầng thứ 9 đỉnh phong. Thay đổi sạch sẽ quần áo, má kỵ trực tiếp tấn nhập bất hủ giới. Trong bất hủ giới, hắn đem hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc có một đoàn huyết dịch, đây chính là vừa rồi hắn từ trong người mình cầm tới. Nếu không phải trúng độc, hắn căn bản không cách nào tìm tới đoàn huyết dịch này chỗ khác biệt. Đoàn huyết dịch này cùng thân thể của hắn, huyết dịch hoàn toàn xung hợp với nhau. Thần niệm đi kiểm tra không có lửa điểm dị thường, ngay tại lúc này đem huyết dịch tách ra, thần niệm không cảm giác được trong đó dị thường, có thể thấy được ký hiệu này đáng sợ thế nào. Mặt lại máu kỵ còn biết, nếu như hắn vừa giết mái tóc dù thời điểm liền dùng thủ đoạn này kiểm tra thân thể mình, huyết dịch trúng độc kia khẳng định không có lớn như vậy một đoàn. Nói cách khác, nếu như hắn tiếp qua một đoạn thời gian rất dài đi kiểm tra thân thể mình, có lẽ toàn thân bị huyết dịch trong ấn ký này quấy nhiễu. Hắn chính là dùng trúng độc thủ đoạn cũng tìm không được chỗ khác biệt. Dù là người khác nói cho hắn biết hắn ký hiệu tại trong máu, tu vị hắn hiện tại cũng không có biện pháp khu trừ, chẳng lẽ là toàn thân huyết dịch đều rút khô. Mà có kỵ càng nghĩ càng đáng sợ, hắn không biết mình đến cùng giết một người nào. Có một chút khẳng định, gia hỏa này phía sau lưng thực sự quá mức đáng sợ. Bất hủ giới là máu khí thế giới của tự mình, má kỵ không dám để huyết dịch này tiếp tục tồn tại, bố trí khốn trận cùng khốn trận khác, do đó dùng lạc thư canh giữ ở phía ngoài cùng. Lúc này tế ra thanh cầm chi tâm ném vào tiêu đốt đoạn huyết dịch. Thanh cầm chi tâm là cấp 9 tiền diễm, nơi này tại máu kỵ địa bàn, hỏa diễm đem huyết dịch bao lấy, trong thời gian ngắn trực tiếp đem huyết dịch này tiêu đốt gần như không còn. Một hạt điểm đỏ cực nhỏ cùng huyết dịch nhan sắc lơ lửng tại hộ trận của hắn, mặc cho hắn thanh cầm chi tâm như thế nào đốt cũng là điểm đỏ kia y nguyên tồn tại. Má kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi, ấn ký này thực cường đại, hắn cấp 9 thiên diễm không thể thay vào đó ấn ký. Một khi hắn bị ấn ký này chủ nhân phát hiện, hắn nơi nào còn có mệnh. Má kỵ không có tiếp tục tiêu đốt ấn ký này, nơi này là hắn bất hủ giới, vẫn là tế ra một cái đống trận kỳ đem ấn ký này vây khốn. Không chỉ như thế, còn đánh ra hai trường lạc thư vây khốn ấn ký này. Ấn ký này hắn không dám tùy tiện ném ra tới, một khi đem ấn ký này nhét vào tiên giới, vạn nhất bị đại năng làm ấn ký kia phát hiện, vậy thì toàn bộ tiên giới nói không chừng đều sẽ bị hoắn hủy đi. Rời bất hủ giới, đem xung quanh vết tích thanh lý đằng sau, máu kỵ lần thứ hai đi tới bên ngoài đại môn, vẫn không có trực tiếp đi vào mà là ngưng tụ linh nhãn tiếp tục quan sát hư không đại điện vô giới tuyến này. Lần này máu kỵ ánh mắt rơi xuống tại trên người lữ tử, lữ tử kia liền ngẩng đầu nhìn chăm chăm cửa xa vào rồi cười lạnh liên tục. Máu kỵ biết mình lần thứ nhất nhìn đối phương thời điểm, đối phương cũng biết chỉ là khẳng định hắn sẽ lại đến, mới không có đuổi hắn mà thôi. Bất quá lần này máu kỵ không có chút gì do dự bước vào đại điện, bởi hắn lần này không cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp của cái chết. Có thể thấy được ấn ký kia đối với hắn chính là mạng nhỏ uy hiếp tồn tại.
Ta còn tưởng rằng ngươi tiếp tục còn lại tầm vài ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Sujana nhìn chằm chằm Máu Kỵ, khóe miệng có chút khinh thường. Lôi Hồng Cát cùng Hồ Si Sinh thấy Máu Kỵ tiến tới cũng đứng lên. Máu Quốc Kỵ, nguyên lai là ngươi. Lần trước không có thể giết ngươi, lần này ta ngược lại thật muốn nhìn ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Lôi Hồng Cát nhìn chằm chằm Máu Kỵ trong mắt lăng lệ vô cùng. So với Máu Quốc Kỵ muốn giết hắn, hắn càng muốn giết hơn Máu Quốc Kỵ. Hắn biết Máu Kỵ rất mạnh, cũng là tiên đế. Hắn Lôi Hồng Cát không hề sợ hãi chính là, dù hắn mới là tiên đế sơ kỳ, chính là hắn cùng Tử Xương Lạc công bằng công chính đánh một trận, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý Tử Xương Lạc. Không có cùng hắn giao thủ qua, không biết hắn tiên đế cùng người khác tiên đế hoàn toàn khác biệt. Máu Kỵ cười lạnh, giống như lần trước cũng không phải ta chạy trước. Người này người gọi là Mạc Quốc Kỵ, người có thể tới đây cũng coi như có bản lãnh. Trên người người có hay không có thiên cơ tứ tắc? Dù chân nào với Mạc Quốc Kỵ cùng Lôi Hồng Cát ở giữa ân oán, không có lửa phần hứng thú. Một bên Hồ Sĩ Sinh không đợi Máu Kỵ nói chuyện, trực tiếp xuất một cái viên lệnh bài màu đen nói: Thiên cơ tứ tắc chính là bốn vật đồ dạng đồ vật. Tắc lệnh bài này là âm tắc trong âm dương tắc, Lôi Hồng Cát là thiên cơ kiếm trong thiên cơ kiếm tắc. Lệnh bài màu đen quả nhìn trong tay hắn, lệnh bài màu trắng cùng loại, phía trên mơ hồ một chút đồ án. Nhìn ba người tư thế, Máu Kỵ liền biết hắn không bỏ ra nổi đến âm dương tứ tắc, đoán chừng ba người này sẽ là đối với hắn quay công. Đừng bảo vết công chính là thiếu nữ kia, Máu Kỵ đoán chừng chính mình không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân này khẳng định cùng bị hắn giết chết mái tóc xù có quan hệ thực sự quá giống. Thiên cơ tắc làm gì? Máu Kỵ không có lập tức xuất ra thiên cơ côn, dùng lệnh bài màu trắng hỏi thăm một câu. Chương 873, tước đoạt khí vận. Không có thiên cơ tứ tắc cút ngay, có thiên cơ tắc lấy ra ta tự giải thích. Dù chân là âm thanh lạnh lùng nói, làm đối với sự sợ hãi rụt rè của Mạc Quốc Kỵ rất là khinh bỉ. Mạc Kỵ căn bản không để ý tới Dù chân là, hắn dứt khoát trực tiếp tiến về chỗ hư không đại điện. Tô Nhu Nhi nói, bạch lệnh bài cùng thiên cơ côn có thể mở ra nơi này. Hắn đi trước nhìn thử một cái rồi lại nói. Hắn nhìn Dù chân là bị quy tắc phù hạn chế, cũng biết chính mình đoán chừng không phải đối thủ của Dù chân là. Hắn đánh không lại, cũng muốn trước thử một nữ nhân này thực lực. Trở như quả như muốn cướp đồ vật, hắn chỉ ít có thể biết mình ở vị trí nào. Quả nhiên Máu Kỵ tự lo là về sau, Dù chân là bỗng xòe tay, một cái đạo nguyên lực thủ ấn chộp tới Máu Quốc Kỵ. Không gian quy tắc trong nháy mắt bị đạo nguyên lực này thủ ấn kéo theo khóa lại Máu Quốc Kỵ. Máu Kỵ quay người đấm một quyền, tầm thường nhất thần thông liệt vực quyền, thậm chí ngay cả hỏa diễm không có dung hợp vào. Oanh, khóa lại Máu Quốc Kỵ, quy tắc không gian trực tiếp bị vỡ, giống như cái xe tải lốp đột nhiên bạo liệt đồng dạng. Khóa lại Máu Kỵ khí tức hóa thành một cái đạo nguyên lực, chớp mắt đánh vào ngực Máu Kỵ, bành một cái tiếng chậm vang nặng truyền ra. Máu Kỵ bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Máu Kỵ ngược lại nhẹ thở ra, hắn quả nhiên cùng thiếu nữ này chênh lệch rất xa. Hiển nhiên thiếu nữ này bị quản chế tại thiên địa quy tắc phủ, không dám toàn lực thi triển, bằng không mà nói lần này đủ cho hắn ngũ tạng vỡ vụn. Có thể thấy được cái địa phương này hắn hay là có sức để liều mạng, trừ khi thiếu nữ này không để ý quy tắc phủ cưỡng ép muốn giết hắn. Lấy thiếu nữ này thực lực bây giờ, muốn không để ý quy tắc đích thực có thể uy hiếp được cái mạng của hắn. Thiếu nữ này khẳng định không đơn giản, chí ít sau lưng rất cứng. Giờ phút này Máu Kỵ càng là may mắn chính mình muốn đi ấn ký người kia lấy xong rồi mới tới, bằng không hắn thật là hậu quả phong thủy. Dù trên này gặp Máu Kỵ cứng rắn thụ làm một ấn truy, chỉ là lùi về sau hơn 10 trượng mà thôi. Kinh dị một tiếng, làng cho mình lần này ít nhất phải để cho Máu Kỵ phun ra một ngụm huyết tiễn, xem là chính mình quả nhiên coi thường giới diện này cương giả. Người rất không tệ, có tư cách biết được thiên cơ tứ tắc, cũng tư cách lưu lại chỗ này. Người không cần đi vào, bởi vì thiên cơ tứ tắc không tụ một chỗ, căn bản không cách nào mở ra nơi này thiên cơ đại khí vận, cho nên một mình ngươi đi vào không dùng. Dù trên nạc không có tiếp tục động thủ, chính là làng bị nơi này quy tắc thiên địa hạn chế, vừa rồi nàng thủ ấn cũng không có xuất toàn lực. Là cũng tương tự đoán, Máu Kỵ một quyền kia khẳng định không xuất toàn lực. Máu Kỵ không có một mình rời đi, tôi như nhì tin tức không biết vòng vò vòng vài tay cũng là chuẩn xác bình thường, huống chi năm đó thành lập thiên cơ tông, viên y cũng chưa chắc khẳng định biết đây có hay không là thiên cơ tứ tắc bên trong. Máu Kỵ lấy ra khối lệnh bài màu trắng, không sai, đây chính là âm dương tắc, dương tắc trong
thiên cơ tứ tắc. Yujna nhìn lướt qua mặc kỵ trong tay lệnh bài màu trắng, lòng vui mừng nói. Nàng đối với Mạc Quốc Kỵ tính cách có chút hiểu rõ, sao bạn này tuyệt đối không phải người có thể uy hiếp. Lường Cát sớm đoán được Dương Tắc trong tay Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ lấy ra màu trắng lệnh bài, hắn cũng không thấy gì kỳ quái. Hồ Sĩ Sinh ôn quyền nói, Mạc tông chủ, ta giới thiệu một chút, bản thân là Thái Thượng Thiên Hồ Sĩ Sinh, vị này Lôi Hồng Cát Lôi Tông chắc hẳn người sớm đã nhận biết. Còn có vừa rồi hướng người động thủ là Yujna đạo hữu, về phần tới đây từ nơi nào chúng ta cũng không biết. Hồ Sĩ Sinh nho nhỏ châm ngòi một chút Mạc Quốc Kỵ cùng Yujna ở giữa. Lòng hắn nghi ngờ một chút, vì cái gì Mạc Quốc Kỵ có thể xuất hiện nơi này. Hắn không hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ loại chuyện này, kỳ thực hắn căn bản không quan tâm. Từ xưa là phái hắn đi giết Mạc Quốc Kỵ với hắn mà nói bất quá là thuận tiện mà thôi. Còn hắn có hay không giết Mạc Quốc Kỵ, hắn căn bản không có lửa phần hoài nghi. Vô luận Mạc Quốc Kỵ hay Lôi Hồng Cát, tài hắn Hồ Sĩ Sinh trong mắt đều là lằng đầu thanh một cái. Không biết Mạc đạo hữu có thể biết lời về ký vận, Yujna hỏi. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Mặc dù không nghe nói qua, Mạc Quốc Kỵ thực biết khí vận nói chuyện. Vô luận là một người, một tông hoặc một giới kỳ thận đều có khí vận mà nói. Thiên cơ chi địa rút lấy tiền giới khí vận, loại khí vận hồng hãn to lớn này, có thể nói những vận khí này coi như là bốn người chia đều, mỗi người cũng đủ vận may vào đầu, có thể chứng tỏ vô thượng đại đạo đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Yujna lời còn chưa nói xong bị Máu Khí cắt ngang. Người nói là nơi này rút ra tiên giới khí vận. Không cần Yujna trả lời, Lôi Hồng Quát cười lạnh nói, thiên địa khí vận đều có vài. Người cho rằng khí vận trống rỗng sinh ra, tiên giới những năm nay phá thành mảnh nhỏ, thậm chí không thể rời đi bảy đại tiên vực, cũng bởi vì khí vận này bị rút đi. Hồ Sĩ Sinh gật đầu nói, rất sớm trước đó ta biết rằng có người tức đoạt tiên giới khí vận. Người biết năm đó tiên giới là thập đại tiên vực sao? Bởi vì khí vận bị tức đoạt sẽ tạo thành người hoặc là vũ trụ tai nạn tổn hại. Một cái không có khí vận tinh cầu trong tinh không chẳng mấy chốc đủ loại vứt bỏ, sao bằng va chạm cuối cùng bị hủy diệt. Khi một cái tinh cầu chính mình khí vận liền ngưng tụ ra thuộc với chính mình các loại quy tắc, những loại quy tắc này bảo hộ sẽ tránh các loại tổn thương. Tiên giới khí vận bị lột đã rất lâu, bị tức đoạt khí vận vào tại Vĩnh Anh tiên vực, cho nên trong bảy đại tiên vực, Vĩnh Anh tiên vực là yếu nhất, tương lai trước hết sụp đổ nhất. Ngoa Kỵ trong lòng trầm xuống, biết rõ nếu quả thật dựa theo Yujna thuyết pháp, vậy hắn thu được nơi này khí vận, dù một phần tư đối hắn đại đạo không có gì sánh kịp chỗ tốt. Thế nhưng hắn căn bản không muốn làm vậy. Cái này bằng vào ở sâu hút máu, nếu như hắn thật làm vậy, vậy tiên giới tương lai hoàn cảnh phá hư địa cầu khác gì chỗ khác nhau. Địa cầu bởi vì hoàn cảnh bị người ta phá hư không còn, cuối cùng không thể tìm kiếm địa cầu đường đi. Tiên giới khí vận tách ra, cuối cùng còn lại cái gì? Hắn tại tiên giới tu luyện hấp thu tiên giới các loại tiên linh khí, cuối cùng là muốn tước đoạt tiên giới khí vận. Cái này bằng nói là vong ân phụ nghĩa. Thật giống như có người dưỡng dục mình, nhưng người cuối cùng lại muốn tước đoạt sinh tồn của người dưỡng dục của ngươi. Giờ phút này hắn đồng dạng minh bạch Hành Thiện Hòa Thượng cùng cái kình đám người dự cảm bất thường. Loại dự cảm này khẳng định là thật. Tiên giới bị tước đoạt khí vận toàn bộ chỗ này. Một khi bọn hắn phân nơi này khí vận, vậy tiên giới rất có thể dần sụp đổ. Chúng ta phân nơi này khí vận có hay không bị người khác biết? Máu Kỵ chậm âm thanh hỏi. Hắn thực là muốn trực tiếp xử lý ba người này. Lòng hắn rõ ràng chính Yujna kia cũng làm không xong. Yujna ngữ khí bình thản nói, tiên giới khí vận bị rút ra tới nơi, nhưng còn tại tiên giới, cho nên chúng ta tại trước khi phân những cái khí vận này không có bất kỳ người nào biết. Một khi chờ chúng ta phân nơi này khí vận, tiên giới rất có thể sụp đổ. Cái này chúng ta đã là không quan hệ. Nữ nhân này thật độc ác. Dù là biết nữ nhân này hắn chọc không được, trong lòng hắn vẫn lần nữa lên sát cơ. Nơi này bốn người, ba người đều muốn tiên giới khí vận, chỉ có mình hắn muốn đem nơi này khí vận để lại tiên giới. Nếu như động thủ căn bản không có bất cứ cơ hội thành công. Ta cuối cùng còn có một vấn đề, nơi này tước đoạt khí vận là cố ý hay tự nhiên tồn tại? Máu Kỵ ngữ khí có vẻ kích động ôm quyền nói. Trên thực tế Máu Kỵ căn bản không cần tỏ ra kích động, bởi vì nơi này mấy người không hoài nghi Máu Kỵ muốn đem tiên giới khí vận quay trở lại. Chỉ cần đến nơi này đều có thể biết được, muốn hưởng thụ tiên giới thao rời khí vận chỉ có ngớ ngẩn mới có thể nghĩ đến không cần khí vận. Thiên cơ là tuyên cổ liền tồn tại, có thể nói là hỗn độn chi cơ, nhưng là hỗn độn chi cơ sẽ không tước đoạt khí vận mà là hấp thu trong vũ trụ mênh mông khí vận lớn mạnh một giới.
Năm đó một cái cường giả tuyệt thế tìm được nơi này, lúc kia tiên giới khí vận chưa tới đỉnh phong. Cường giả này lợi dụng thiên cơ bố trí tức đoạt tiên giới khí vận. Đáng tiếc, hắn làm sau chuyện này không có hưởng thụ được khí vận gia thân, để bị cừu nhân vây giết, không biết tông tích. Dù chân nào đối với Mạc Quốc Kỵ kiên nhẫn, tựa hồ so với Lôi Hồng Cát hai người còn tốt hơn rất nhiều. Mạc Kỵ nghi ngờ hỏi, nếu như chúng ta cầm đi khí vận, coi không phía sau còn có người có thể bắt tới khí vận. Suchina cười lạnh nói, vô tri thật đáng thương, khí vận dễ nắm như vậy sao? Nơi này là hỗn độn thiên cơ, tăng thêm có thượng cổ cường giả lợi dụng hỗn độn thiên cơ này bố trí khí vận chi địa tước đoạt thiên giới, liền xem như dạng này chúng ta phải dùng hỗn độn thiên cơ vỡ ra thiên cơ tứ tắc mới có thể mở ra khí vận chi địa. Một khi khí vận chi địa bị mở, nơi này triệt để biến thành hư vô, cho dù tiên giới không sụp đổ, ai có năng lực rút ra tiên giới khí vận, coi như người là thần đạo chi chủ cũng đừng hỏng làm tới. Cái gì là thần đạo chi chủ? Máu Kỵ vội vàng hỏi. Suchina khinh thường nhìn lướt qua Máu Kỵ, lần này ngay cả trả lời chẳng muốn trả lời. Máu Kỵ không có dự định hỏi nữa, ôm quyền nói, ba vị đạo hữu, địa phương thiên cơ tức đoạt khí vận này chúng ta cũng không có đi xem qua, chúng ta đi trước nhìn hắn nói thế nào, còn thiếu thiên cơ côn đi cũng không đi được. Suchina lạnh lùng nói. Mạc Kỵ không thèm để ý, y nguyên nói, chúng ta không có đi, làm thế nào biết hay không đi được. Tiểu cô lương, người đối với nơi này hiểu nhiều, ba người chúng ta không hiểu, người sẽ không muốn lừa gạt ba người chúng ta, lúc này mới ngăn chặn chúng ta xem một chút chứ. Ai là tiểu cô lương? Suchina còn mắt trợn tròn, sát khí lần nữa quanh thân vờn quanh. Nếu như không phải nàng không có biện pháp trực tiếp chộp chết Mạc Quốc Kỵ, nàng nói không chừng một cái tát đập tới. Hồ Sĩ Sinh tới đây cũng không phải là tìm phiền toái mâu thuẫn. Hắn thấy được tranh thủ thời gian lần này sự tình nói, Mạc tông chủ nói cũng đúng, chúng ta đi nhìn trước xem tước đoạt khí vận chỗ nào. Ta tin tưởng có được thiên cơ côn thì người tới nơi này cũng sẽ vào xem. Lôi Hồng Cát nói, không sai, dù chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Trông thấy ba người đều đồng ý đi trước xem, dù chân là chỉ có thể nói ra, đã như vậy chúng ta cùng vào xem cũng được.